Dạ vâng. Thật sự là những sự chia sẻ rất là gần gũi của anh để dành cho tất cả các nhân viên của công ty. Và Thùy Linh nghĩ rằng đây cũng là một cái bài học trong cuộc sống, có nghĩa rằng là hạnh phúc là sự cho đi, cũng là một cái bài học để dành cho tất cả những thế hệ trẻ bây giờ. Chúng ta phải sống theo một cái cách như vậy, hạnh phúc là cho đi. Vâng, một cái câu nói rất là ý nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một sự chia sẻ nữa. Thưa anh, sau 30 năm công tác tại hai công ty bảo hiểm nhân thọ, anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả của Triple Line News, anh định nghĩa như thế nào về sự thành công trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống của mình ạ? Tôi hy vọng đây là một cái chia sẻ nha, chứ không phải một cái triết lý hoặc là một cái gì. Thì đây là giữa cá nhân, đây là suy nghĩ giữa cá nhân. Dựa trên câu hỏi của cô thì tôi muốn chia sẻ về cá nhân mình. 32 năm vừa qua, tôi không biết cái chữ thành công là thế nào. Bây giờ ai cũng sử dụng chữ, nhiều chữ lắm, nhiều chữ mà tôi không có biết định nghĩa chữ đó. Thí dụ như là thành công, nhân tài, hoặc là cống hiến. Những cái chữ đó tôi không biết định nghĩa thế nào cho đúng. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì tôi người ta nói là tôi thành công, hoặc là người ta nói tôi thế này thế kia, thì tôi chỉ dựa vào đó để trả lời câu hỏi này. Và nhớ rằng đây là ý kiến cá nhân chứ không phải là một cái gì cả. Cái chữ thành công nó có 3 giai đoạn. Làm sao để thành công là thế nào, và kết quả của sự thành công. Ngày hôm nay tuổi trẻ Việt Nam hay nhìn là cũng giống tôi ngày xưa thôi, mình có thật là nhiều tiền, mình có thật là nhà cao cửa rộng, có vị trí cao, đó là sự thành công. Cũng như tôi, ngày xưa trẻ tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, đặc biệt là 10 năm qua, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Đầu tiên, muốn bước được tới cái chữ mà chúng ta gọi là thành công, có người muốn đạt được sự thành công thì phải làm công việc mình yêu và yêu công việc mình làm. Tại vì mình làm một công việc vì bất đắc dĩ, vì tiền, vì vị trí, một ngày nó sẽ nhàm chán, nó không còn đưa đến kết quả nữa. Nhưng mà mình làm một cái công việc mình thích thú, mình yêu nó, thì nó sẽ không có điểm đến. Làm công việc mình yêu và yêu công việc mình làm, đó là cái đối với tôi, đó là một cái định hướng để mà đưa đến chữ thành công. Thành công là hài lòng với những gì mình làm, hài lòng với kết quả, hài lòng với sự đóng góp, hài lòng với sự với những cái sự cố gắng của mình. Nhưng mà thành công không được đánh giá trên tiền, thành công sẽ đánh giá trên vị trí, và thành công phải là sự hài lòng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sự tồn tại của một con người ở những gì mình làm. Tôi nói thí dụ, mình làm vị trí gì mà nếu mình không có sự tồn tại, ngày hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, thì nó không phải là thành công. Mà đối với tôi, mình chỉ đi gắn lấy những cái phao để mình cứu mình mà thôi. Tại vì ở vị trí của tôi phỏng vấn hàng ngàn người. Và khi tôi thấy một người nào đó mà cứ vài năm thay đổi một công ty, thì tôi hỏi người đó liền: mình học hỏi được gì? Mình đã học hỏi được gì cả? Thời gian rất là ngắn, mình không học hỏi được gì cả. Nhưng mà nếu mình tồn tại thời gian rất là dài, thì mình nhìn thấy công ty đi lên đi xuống, đi ngang, và công ty đã làm cái gì trong mỗi giai đoạn, và từ đó mình học hỏi. Và mỗi lần đi xuống thì có sự thanh lọc về nhân lực. Tại sao mình tồn tại? Mình phải giỏi, người ta mới giữ lại mình. Và đó là lý do tôi nói rất rõ ràng, sự tồn tại của một người rất quan trọng, chứ không phải vị trí của một con người. Tôi đã ngày hôm nay, và tôi cũng có đọc nhiều thứ trên mạng, thay đổi 5-7 chỗ để được tăng lương, để được tăng vị trí, miễn đi. Cái đó không phải là thành công. Cái đó là thất bại rất nặng. Tại một người thất bại mới đi kiếm cái phao khác. Và cái người tuyển cái người đó đã không hiểu rằng người này đã thất bại, nên thảy cái phao ra để cứu người đó. Đối với tôi ở đất nước Mỹ, khi một người ứng viên trong 5 năm mà thay đổi 2 lần,
không ai phỏng vấn cả. Trong 10 năm thay đổi 3 lần, không ai phỏng vấn cả. Tại vì người ta nhìn thấy rất rõ ràng họ đã học được gì trong một thời gian rất ngắn ngủi ở vị trí đó. Ok. Tôi may mắn, cũng có thể tôi bất tài, vô dụng, tôi không biết. Có nhiều người bảo tôi như vậy. Tôi 32 năm trời làm trong ngành này, năm nay năm thứ 33. Tôi chỉ làm 2 công ty mà thôi. 20 năm cho một công ty bên Mỹ, 13 năm cho công ty này. Tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi thế này. 20 năm làm bên Mỹ, tôi nhìn thấy công ty tôi đi lên đi xuống. Và khi đi lên thì đội công ty, ban lãnh đạo công ty làm cái gì, khi đi xuống ban lãnh đạo làm cái gì. Và từ đó tôi học. Và từ đó tôi cố gắng. Và có những lúc công ty đi xuống, nếu mình sáng lên, thì khi công ty có những khó khăn, họ bắt đầu thanh lọc nguồn nhân lực. Và nếu mình sáng đúng lúc đó, mình sáng lúc mọi nơi, thì mình sẽ được công ty đề bạt. Và mình thăng tiến trong sự nghiệp của mình. 13 năm vừa qua tôi cũng điều khiển công ty này 13 năm. Và tôi cũng nhìn thấy công ty cũng có những giai đoạn. Tôi chưa bao giờ để công ty đi xuống, nhưng mà cũng có giai đoạn khó khăn. Thì trong giai đoạn khó khăn đó, tôi nhìn nguồn nhân lực. Và tại sao những người ok được đề bạt là những người tôi được đánh giá rất cao vì họ. Vì họ qua với tôi nhiều giai đoạn. Vậy trả lời câu hỏi này rất khó. Phải cần tôi nhiều thời gian. Nhưng mà tôi tóm tắt lại thế này. Sự thành công của một con người không thể đánh giá trên tiền bạc mà không thể đánh giá trên vị trí. Vì đó là kết quả. Nhưng mà sự thành công của một con người sẽ để đánh giá trên sự tồn tại của họ ở vị trí đó. Tôi có một cái thí dụ rất là đơn giản để cho cô hiểu. Người Việt Nam thì thích mỗi lần họ làm đám cưới thì chúc nhau răng long bắt đầu. Có phải vậy không? Có nghĩa là hạnh phúc trăm năm. Công việc và gia đình nó tự tự giống nhau. Khi mình lập gia đình, sự thành công của một gia đình là hạnh phúc, là vợ chồng thương yêu nhau, con cái thành đạt, cháu nội cháu ngoại đầy đàn. Đó là sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó không thể từ người chồng hoặc người vợ mà cùng nhau xây dựng. Cô cũng là phụ nữ và rất là nhiều người phụ nữ. Tôi cũng có đứa con gái, tôi hiểu. Khi chúng ta ở với cha mẹ, chúng ta được cưng chiều rất lớn. Và không, dường như ít khi mình phải làm việc gì. Nhưng mà khi mình lập gia đình thì mình phải học nào là nấu nướng, may vá, công dung ngôn hạnh, tất cả nhiều thứ để giữ gìn hạnh phúc. Thử hỏi nếu một người lập gia đình lấy một người chồng mà chỉ cho chồng ăn mì ăn liền thôi, chứ chả biết nấu gì cả, thì cô nghĩ có hạnh phúc hay không? Phải không nào? Thì người vợ đó họ phải thay đổi để giữ gìn cái hạnh phúc đó. Và người chồng phải có những sự thay đổi để hỗ trợ vợ mình xây dựng mái ấm gia đình. Công việc cũng vậy. Nếu một người làm công việc nghỉ ngắn hạn, cái gì cũng xin lỗi nói đi copy người khác, không có sự sáng tạo, hoặc là mình không có khả năng đào tạo con người, mình chỉ đi mua người về để làm một công việc, thì cái đó ngắn hạn. Và cái đó ngắn hạn thì nó không đưa đến sự tồn tại. Còn nếu một người nhìn cái sự lâu dài, mà muốn có sự lâu dài thì không thể mua được, mà phải đào tạo, dẫn dắt, định hướng và làm tấm gương. Thì khi công ty càng phát triển lớn, công ty càng lớn thì nguồn nhân lực nó cần phải có kiến thức tốt và ngân du lục cần phải lớn. Vậy thì khi chúng ta có một cái nhìn dài như vậy mà chúng ta có đào tạo dẫn dắt đội ngũ, thì những đội ngũ đó nó sẽ trở thành nguồn nhân lực sau này và giữ vững công ty. Cái nhìn của tôi từ những ngày đầu xây dựng Jobline cách đây 11 năm về trước, tôi không nhìn mình đến rồi đi, mà tôi nhìn đây là chỗ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Và đó lý do tại sao tôi phải đào tạo dẫn dắt. Và sau sự đào tạo dẫn dắt đó phải có sự khắt khe
chuẩn mực của nó. Và chính sự đào tạo đó đã đưa công ty vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được ngày hôm nay, và sẽ trường tồn mãi mãi trong tương lai. Vậy tóm lại, sự thành công của một con người là phải có sự đam mê, phải yêu thích những gì mình làm. Đừng nghĩ tới kết quả của nó, mà phải dồn hết tâm sức, tâm huyết của mình để làm công việc cho tốt. Rồi khi mình tồn tại thì sẽ có những kết quả là vị trí, là tiền bạc, là tất cả những thứ đó. Và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Rồi. À, tôi hy vọng rằng câu hỏi, câu trả lời của tôi nó hơi dài dòng. Nhưng mà cái chủ đề mà sự thành công này thì nó thật sự rất là dài dòng, và có thể viết một cuốn sách như cuốn từ điển, là chứ không phải trả lời có mấy phút như thế này.